Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với chính quyền, tổ chức chính trị xã hội các cấp, tuyên truyền đến toàn thể nhân dân, đoàn viên, hội viên để hiểu rõ về tác hại, cách phòng chống dịch bệnh, thường xuyên cập nhật các thông tin mới, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành liên quan. Mỗi cán bộ chấp hành nghiêm các khuyến cáo của Tổ chức Y tế đưa ra và là một tuyên truyền viên tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát việc triển khai các chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, của cấp ủy, chính quyền địa phương.